Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh truyền thông của Giáo phận Xuân Lộc, Nhịp sống Giáo phận. Giáo sứ Phúc Lâm đi đàng thánh giá thứ tư lễ trò. Vào lúc 10 giờ trưa ngày 22 tháng 2 năm 2023, tại khuôn viên thánh đường Giáo sứ Phúc Lâm, Cha Chánh sứ Gioan Bautista Nguyễn Văn Thành cùng với quý chức ban hành giáo và cộng đoàn dân Chúa đi đàng thánh giá cách trọng thể. Theo truyền thống từ ngày thành lập Giáo sứ Phúc Lâm, những việc đạo đức bình dân luôn được các cha xứ khuyến khích và cổ vũ. Chẳng đàng thánh giá là việc đạo đức được đề cao. Từ thời cha cố Giuse Nguyễn Hương Nam, vị thành lập giáo xứ, đến nay, trưa thứ tư lễ tro và trưa thứ sáu tuần thánh luôn viếng đàng thánh giá trước khi dùng cơm chay. Đặc biệt từ ngày cha cố Giuse Vũ Văn Nhậm xây dựng chẳng đàng thánh giá ngoài trời, chung quanh khuôn viên thánh đường, những giờ đi chẳng đàng trọng thể vào thứ tư lễ tro và thứ sáu tuần thánh đã để lại nhiều cảm xúc trong tâm hồn người dân xứ, nhất là những người con xa xứ. Năm nay, cha Gioan Bautista đã cho sơn lại tượng chẳng đàng, chuẩn bị cho mùa chay thánh, và cũng chính ngài đã chủ sự chẳng đàng thánh giá trưa nay. Tuy thời tiết nắng nóng, nhưng với tâm tình yêu mến thánh giá và hãm mình hy sinh trong ngày chay tịnh, dân xứ tham dự viếng đàng thánh giá rất sốt sắng. Xin dâng những việc hy sinh hãm mình, việc làm bác ái và lời cầu nguyện trong mùa chay này lên Chúa. Xin Chúa chở che và phù hộ cho nhân loại, cho đất nước Việt Nam thân yêu và cho cộng đoàn giáo xứ Phúc Lâm.